Hello. Yêu yếu. Oh my god. Chào bạn. Chào em nha. Ôi. Chào em nha. Em chào anh. Hey, em nha. Hello. Hello, hello. Hello, what's your name? Yeah, yeah, yeah. Okay. My name yêu yếu. Mọi người nghe tên mình dễ thương quá vậy. Yêu yếu. Hello, hello. Ủa nhưng mà mọi người ở đâu vậy? Tôi ở nhà. Không, vậy kiểu mọi người ở quê chỗ nào ấy. Hay là muốn ở trong lòng tôi, sao cứ nhắc yêu yếu hoài vậy? Cần thơ, cần yêu yếu. Chẳng quá bạn luôn chậm thế. Ôi, bạn Cần Thơ hả? Ôi, trùng quê này. Tôi cũng ở Cần Thơ này. Tôi ở tên bạn. Ông biết ở Thái Lai không? Thái Lai ấy. Rồi, tôi ở Sơn Trắng nè. Oh my god ơi. Ê. À, mọi người ở Cần Thơ hả? Tôi ở Cần Em. Ôi là Cần Em. Cần Em. Ghê quá nhỉ. Tôi thì ở... Không nhưng mà tôi đến ở Eo ơi. Eo ơi là ở đâu? Ở Long An hả? Ủa? Đúng không? Eo ơi Long An. Los Angeles không phải là Long An. Toàn là ở Mỹ không vậy? Ghê vậy. Quá kỳ gớm. Và đây là Eo ơi. Mỹ này là trong Mỹ Tho đấy bạn. Okay. American hả? American Tho hả? Đúng. Nhưng mà tại American thì nó có quận Eo ấy. Một mình ạ. Sụp lưỡi. Long rồi. Cái kìa. Mọi người nói, gì vậy? Tiếng Anh nữa. Mình nghe bạn nói, mình nghe bạn nói vậy mình cảm thấy bị líu lưỡi và mình nhạy cảm quá bạn ơi. Mình không chơi được nè. Mình cảm thấy yếu yếu quá. Mình cảm thấy yếu yếu quá. Các bạn. Bên đây có người nè. Mình cảm thấy yếu yếu. Bà ở Thái Lai vậy bà ở đâu? Hả? Tôi ở quê nội thì ở Vĩnh Long, còn quê ngoại thì ở chung với ông ngoại, Cần Thơ ấy. Tôi nè, tôi ở chung với bà nè. Đây. Nơi chị nắm. Em đi đâu ok? Hãy nhắm kìa, kìa, kìa. What do? Hay. Emoji. Và hay. Hay thế nhờ. Làm người con được chưa? Anh chú. Đấy, chú mặt con đây. Cú. Trời ơi. Nữ thần của tôi, trời ơi. Không thể tin được. Đồ. Sao lại có thể? Xứng đáng làm yêu ông chưa ông ơi? Để tôi có động lực bắn okay. Thôi. Ok. Bye. Không lấy đem. Hay quá nhờ. Ủa nó cuốn hả? Số 4 năm nay nhiều tuổi rồi. Hả? Còn nhỏ lắm, mọi người bao nhiêu rồi? Tôi 17 rồi. À, vậy là 2K4 hả đúng không? 5. Ôi, thật luôn, 2K5. Thật 2K5 hả? Gì vậy? Đúng rồi. Điêu quá nhờ, cái giọng này 2K5 ai tin đâu. Mẹ, giọng tôi lấy vợ con rồi sao mà tin? Được kìa. Ông rồi, đâu kiểu cái giọng hơi bị chững. Thì cái giọng là giọng người ta đã sinh con đẻ cái rồi thì giọng người ta phải khác chứ. À. Ok, dạ. Quay đít qua đây, quay đít. Đây, quay đít. Đâu vậy? Pin lại. Ok. Pin lại đi anh em. Kiểu cái này chứ mà. Kho. Công đi bạn ơi. Tôi nên cover cho. Khó rồi. Okay. Đây, thấy chưa. Không. Thì người yêu gần đấy. Đại làm gì có yêu đâu. Ơi, em thằng bỏ chung quá. Rồi. Em thằng bỏ chung rồi. Thằng má á, ông không tin mình à? Không. Ông không tin là mình buồn lắm á. Ốp, bà ở Thái Lai hả? Không, ông quên ngoại tôi. Bà ở Thái Lai được thích. Cái gì mà Thái Lai rồi ôm ôm vậy tôi. Chị nhớ may mắn không đấy hả? I need a grip. Ủa nhưng mà bà ở đâu á? À quê luôn hả? Đang ở hiện tại hả? Đang ở là ở Vĩnh Long. Ừ.
Ngọc ở vơ lơ. Ủa bà năm nay nhiêu tuổi? À tôi 23 cơ. Ok. Cùng mẹ thôi. Chị ơi. Bằng cô rồi. Bằng tôi này. Bằng tôi luôn này. Mẹ. Ôi thầy cái giọng ông này giống công thật sự. Thôi nha bạn. Buồn. Buồn quá. Mình không phải đi kiểu con trai đi gả con trai đâu nha bạn. Bà lem bà lem. Mình sợ lắm. Không, tôi kiểu giọng mình sợ bị nghiện lắm. Bị giống mà. Bà lem bà lem. Thôi nào. Chị đã giống rồi mà. Thì tức là đã giống mà. Chị đã giống rồi mà. Giống hay mà. Là tôi sợ. Ông bé như là giống kiểu giống ông bé này. Thật. Bé. Where is the bé? Người kia, người người kia, người kia, người kia, người kia. Ê mọi người, ông 2K, ông 2K 5 thật hả? Hả? À, em dốc chị làm gì? Em lớn. Cái đó chỉ có ông. Cái đó chỉ có ê. Ông và bố mẹ của ông biết thôi. Chứ không ai biết. Thật. Em nói thế. Trời ơi, em nói điều làm gì? Nói điều xét đánh mình chết á. Nói điều làm yêu chị nha. Đúng rồi, nói điều làm yêu. Đúng rồi. Đúng của lò đây. Tôi chết mẹ dính bẫy anh em ơi. Sao lại dính bẫy á? Ây da. Thầy lại. Ơ công nhờ. Ôi mẹ. Nó nằm ở đây à? Hồi xin lượt, hồi xin lượt, hồi xin lượt. Không sao, hồi xin lượt. Ờ, chỗ này bắt ngờ. Bình lên đi. Bình lên đi anh em. Chỗ tôi chết luôn á, chỗ tôi chết. Em bị bất ngờ. Ủa sao ngồi xin lượt? Tôi chết rồi, chết á, hai lần à. Ở bên đây là có người này nó bắn tôi này. Ê, cảm ơn sao mình vừa được thế. Ôi ơi. Ai, thôi gạt, thôi gạt, thôi gạt, nó chết bỏ. Ôi, kêu anh chị ơi. Ôi, ôi, chết rồi. Thầy nhớ dính mi quá trời rồi, thầy gãy đầu cái. Có mi cam mi được không? Có mi cam mi được không? Đâu, 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 đâu. Mi cam mi với mi. Ủa giờ chị đi làm hay đi học không? À mình đi làm rồi. Dậy thôi, dậy thôi. Có dậy, có dậy. Một năm, ơ gì một tháng là em đổi cho chụp cái công ty. Sao vậy? Sao vậy? Giờ làm thì làm cũng là thời vụ mà vô cỡ này cứ ăn ngủ thôi. À. Ông ấy qua qua chị làm nè. Làm gì chị? Chồng của chị. Gặp chị. Ủa, hai cái năm mà cưới vợ hả? Có bị điêu không vậy? Không, không kêu là mày cưới vợ đi, cứ mày ở nhà mày ăn ngồi báo rồi tao chịu không nổi. Con trai mày hai đứng nước cũng khổ lắm á. Đúng rồi, biết nước ta cái gì biết quá nào chăm biết xong nào đủ phần. Đúng rồi. Không em thôi, em cặp bến chị đi em ơi. Trông lắm em ơi. Watch out. Quá ghê kìa. Và đây là phần phần rất tốt. Rất hay đến từ vị trí của Mikukukumi. Mikami. Cái gì đấy Mikami mà. Trời ơi. Mikami giờ đúng rồi. Mikami Wii Wii. Má ơi Mikami. Yếu hả? Watch out. Yếu. Má gì đọc. Đọc ra mình cũng sai lắm á. Chắc đi học tiếng Anh nữa. Em ơi vợ tương lai của em đọc vậy là chết rồi. Cũng chắc làm được. Oh shit. Oh shit. Lớn rồi. Cấp cứu. Sao vẫn là chấp nhận được. Có ông nào có người đó. Ông nào kêu điện giùm tôi sẽ cứu rồi. Thì bà này nói chuyện hồi tôi xỉu à. Sao mày xỉu? Sao mày xỉu vậy? Cùng tay không? Tại vì tim đập loạn nhịp đúng không? Không tăng huyết áp luôn mà. Đừng có nói nữa hai hai ông đó bộ. Người kìa. Thì tôi em hồi nãy là em bắn ngu thì giờ bắn em bắn cũng ngu nữa nè. Em cứ thoải mái đi cả thế giới chứ cứ để chị lo.
cười. Nốt trận ngủ nha. Mẹ. Hôm nay chơi thế đủ rồi. Này sẽ đủ rồi. Chơi thế là quá đủ rồi hôm nay rồi.